Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022. Trong chương trình tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa hoàn thành bàn giao 70% mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Khánh Hòa tìm hiểu nguyên nhân công tác điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. Khánh Hòa tăng cường kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham dự có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Ngọc Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 với cử tri các địa phương. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 21 ngày, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11. Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng, thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, giám sát tối cao chuyên đề, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Đồng thuận và thống nhất cao trước kết quả kỳ họp, cử tri các địa phương trên địa bàn tỉnh đề nghị, đề xuất một số vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục, xem xét cơ chế các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 55 để nâng định mức hỗ trợ đặc thù cho người nghèo ở các huyện miền núi, bổ sung chức danh công chức cấp xã, vấn đề an toàn giao thông ở các tuyến đường tránh giao với quốc lộ, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân ở các dự án. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải đáp. Một số ý kiến được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian tới. Sáng nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn công tác, khảo sát thực tế và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Australis Việt Nam. Đoàn đã thăm trụ sở công ty Australis, cơ sở sản xuất giống trên bờ và thăm các khu vực nuôi cá trên vịnh Vân Phong, Vạn Ninh. Tập đoàn Australis có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và các công ty con đang hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa từ năm 2016 với 100% vốn FDI của Hoa Kỳ. Trụ sở đặt tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa và các khu vực mặt biển để nuôi cá chẽm tại vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh theo công nghệ tiên tiến. Công ty hiện đang sản xuất khoảng 10.000 tấn cá thu hoạch mỗi năm và hơn 8 triệu cá con đang được nuôi trong lồng trên vịnh Vân Phong, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 15.000 tấn cá vào năm 2024. Sản phẩm hiện được bán tại thị trường Mỹ, các nước châu Âu, châu Á, v.v. Trên cơ sở đề xuất của công ty và thống nhất của các sở ngành đơn vị liên quan, ông Nguyễn Hải Ninh thống nhất chủ trương gia hạn thời gian cho công ty thuê 184 hectare mặt biển đến năm 2043, đồng ý bố trí lại quy hoạch và điều chỉnh diện tích các khu vực nuôi, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Sau khi xác định lại vùng nuôi, nhanh chóng cập nhật lại vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản theo đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao của tỉnh, đồng thời ủng hộ chủ trương của công ty kết hợp nuôi trồng thủy sản với du lịch trải nghiệm trên một số diện tích mặt biển hiện có ở vịnh Vân Phong, trong đó chú ý đến yếu tố bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn hàng hải cùng một số nội dung khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 vào sáng nay tại Nha Trang. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Sau 16 năm thực hiện luật bình đẳng giới, 2 năm tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã đạt các chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới, tiêu biểu là các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm mới cho phụ nữ. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
Tỷ lệ nữ được quy hoạch vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đạt gần 23,3%. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ còn nhiều khó khăn thách thức. Tình trạng bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, lựa chọn giới tính khi sinh, số trẻ em và phụ nữ đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vẫn còn cao. Tại buổi lễ, hơn 600 đại biểu đã cùng cam kết hưởng ứng, thực hiện các nội dung và mục tiêu của tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, hướng đến xây dựng một môi trường an toàn, bình đẳng, góp phần thực hiện tốt chính sách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Công ty Cổ phần Đường Việt Nam Vietsugar đã tổ chức hội nghị triển khai chính sách đầu tư niên vụ mía đường 2023-2024. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành và 200 nông dân đại diện cho hơn 1.000 hộ trồng mía trên địa bàn tỉnh hợp tác với Vietsugar tham dự. Tại hội nghị, Vietsugar đã chia sẻ một số thuận lợi khó khăn của ngành mía đường hiện nay, tình hình mía đường trong nước và quốc tế, đồng thời mong muốn bà con nông dân tiếp tục gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả của ngành mía đường, chuẩn bị cho niên vụ 2023-2024. Công ty đã đưa ra một số chính sách hỗ trợ đầu tư cây mía như hỗ trợ nông dân các chi phí về khai hoang, chuyển đổi cây trồng, giống, làm đất, phun chế phẩm bằng drone, hỗ trợ cho vay để nông dân đầu tư hệ thống tưới, máy móc phục vụ làm đất, chăm sóc và thu hoạch mía. Nông hộ trồng mía cũng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu đẩy mạnh việc thay đổi giống mía, có chính sách bảo hiểm chứa đường, cung cấp cho bà con các loại phân bón đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đánh giá cao sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp trong liên kết sản xuất mía đường, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị phía doanh nghiệp, nông dân và các địa phương tăng cường hơn nữa trao đổi, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh mía đường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc, hỗ trợ nông dân sản xuất mía, áp dụng các giải pháp trong việc kiểm soát trữ đường, đảm bảo chính xác, công khai kịp thời, có phương án bảo hiểm trữ đường cho nông dân. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng cùng đại diện các sở ngành đã đi kiểm tra thực địa một số dự án chậm thi công có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm trên địa bàn thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh. Tại dự án cảng cá động lực Cam Ranh thuộc Trung tâm Nghề cá lớn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, trong tổng mức đầu tư trên 171 tỷ đồng vốn trung ương và địa phương, đến nay, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bố trí năm 2022 mới chỉ đạt 43,6%. Việc thi công và giải ngân chậm do vướng hai trường hợp chưa hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, song song với quá trình giải phóng mặt bằng, bố trí lại mặt bằng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình tỉnh đơn giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Liên quan đến dự án kho cảng xăng dầu Cam Ranh do công ty xăng dầu Phú Khánh làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 564 tỷ đồng, dự án hiện vướng mặt bằng do chồng lấn khu vực neo đậu E thuộc vùng nước cảng biển Khánh Hòa và chưa thỏa thuận được việc sử dụng chung tuyến đường với nhà máy xi măng Hà Tiên. Lãnh đạo tỉnh giao các sở ban ngành tổ chức cuộc họp, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu tỉnh phương án giải quyết kiến nghị của công ty xăng dầu Phú Khánh liên quan hai vấn đề trên. Đối với dự án trạm kỹ thuật tiêu biểu đo lường chất lượng ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư, được giao kế hoạch vốn năm 2022 là 900 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 11, giải ngân mới hơn 22%. Hiện dự án còn hai trường hợp hộ dân không hợp tác bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh đề nghị huyện Diên Khánh vận động, thuyết phục hai hộ dân bàn giao mặt bằng. Trường hợp không được, tiến hành cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật. Chủ đầu tư khẩn trương lựa chọn nhà thầu và trình phê duyệt nhà thầu. Khảo sát hiện trường dự án đường quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu thuộc xã Vĩnh Phương, Nha Trang do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, được giao kế hoạch vốn trên 63,3 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 11 mới chỉ giải ngân 0,5% do chưa thu hồi đất xong, chưa di dời được hạ tầng điện. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị đo đạc, tiến hành cắm mốc, xác định ranh giới mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh trình hồ sơ bồi thường và phương án giá đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện hỗ trợ tái định cư cho người dân. Chủ đầu tư báo cáo kiến nghị Sở Công Thương về việc di dời hạ tầng điện, đồng thời tiến hành thi công song song để có khối lượng thanh toán, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 là công trình trọng điểm quốc gia với thời hạn bàn giao mặt bằng rất gấp rút. Thế nhưng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị,
Chỉ sau hơn 4 tháng nhận bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng từ Ban Quản lý Dự án 7, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành bàn giao 70% mặt bằng vào đúng ngày 20 tháng 11 năm 2022, theo đúng cam kết với Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Vân Phong - Nha Trang được Quốc hội phê duyệt với tổng chiều dài 84 km, nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đi qua 4 địa phương gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 616,26 ha. Trong khi đó, thời hạn phải bàn giao mặt bằng chưa đến 5 tháng kể từ khi Ban Quản lý Dự án 7 hoàn thành công tác bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng 83,35 km cho các địa phương. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày 20 tháng 11, thị xã Ninh Hòa đã bàn giao 78% mặt bằng dự án và huyện Vạn Ninh bàn giao 70,9% mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang cho đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án 7. Thời gian đến thì ngay ngày 21 tháng 11 năm 2022, ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa sẽ ban hành tổng cộng là 559 quyết định thu hồi đất và 559 phương án. Và sau khi phê duyệt phương án thì ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa sẽ tiến hành chi trả tiền cho người dân ngay. Và dự kiến đến hết tháng 12 thì ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa sẽ chi trả hết là 160 tỷ và đạt hơn 100%. Theo thống kê, dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang qua địa bàn huyện Vạn Ninh có tổng chiều dài 32,25 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 255,94 ha với 2.930 thửa đất. Đối với thị xã Ninh Hòa, chiều dài tuyến đi qua là 28,99 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 199 ha với 1.830 thửa đất, có 720 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Diện tích giải phóng mặt bằng với số trường hợp bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, nhờ tổ chức công tác tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, nên đa phần người dân đều ủng hộ và tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng cho địa phương, dù chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Về cái sự tuyên truyền của ở huyện cũng như ở xã, thì bản thân tôi là hộ nông dân ở đây, tôi làm canh tác trên đồng ruộng, thì tôi cũng nhận thấy là đây là cái chương trình trọng điểm của quốc gia. Đi qua cái địa bàn của xã Thường Bình chúng tôi, thì chúng tôi cũng thống nhất cao thôi. Chúng tôi cũng bàn giao, thống nhất đã bàn giao mặt bằng cho cái chương trình này cho nó kịp thời, cái tiến độ thi công cho nó còn việc. Gia đình tôi nhưng mà là có 3,5 ha ở hai nơi, là nhưng mà là thực hiện cái chủ trương của nhà nước thì nhưng mà là gia đình rất là sẵn sàng, bởi vì đây là vấn đề quyền lợi chung của quốc gia. Và cũng là của mang lại lợi ích cho nhân dân. Thì chúng tôi rất là sẵn sàng. Theo báo cáo hiện nay, huyện Vạn Ninh đã giải ngân cho 6 xã có đất công ích 5% với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Đang tổ chức niêm yết và họp dân thông qua phương án nên chưa tổ chức chi trả cho người dân. Tuy nhiên đã có 866 hộ dân và 3 tổ chức tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng với tổng diện tích 127,5 ha đã bàn giao, chiếm 49,81%. Đối với thị xã Ninh Hòa cũng đã tiến hành bàn giao 155,4 ha, tương ứng với 78%, vượt 8% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích đất do nhà nước quản lý chiếm 13,5%. Đất của 559 hộ dân tổ chức chấp thuận bàn giao mặt bằng trước chiếm 64,4%. Trực tiếp có mặt tại lễ bàn giao mặt bằng của huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận những nỗ lực của hai địa phương, sự đồng thuận của người dân sớm bàn giao mặt bằng cho công trình giao thông trọng điểm. Riêng đối với tỉnh thì cũng thông tin để các anh chị biết là toàn tỉnh của chúng ta hiện nay thực hiện 4 đoạn cao tốc với chiều dài là 200 km. Cái này cũng phải nói là một cái khối lượng công việc rất lớn. Trong lúc đó thì chúng ta đang triển khai các cái công việc theo nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội. Thì trước hết thì thay mặt lãnh đạo tỉnh là tôi rất là hoan nghênh đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. Thì chúng ta cũng đã thực hiện rất là tốt. Đến nay thì là cơ bản chúng ta đảm bảo đúng tiến độ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng phần còn lại của dự án, phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng,
nhanh chóng trình thẩm định hồ sơ thiết kế các khu tái định cư, lựa chọn nhà thầu xây dựng các khu tái định cư đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án 7 phối hợp với địa phương quản lý tốt phần mặt bằng cao tốc đã bàn giao này, tránh trường hợp tái lấn chiếm trái phép. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện nghị quyết số 06/2018 về chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn thành phố Nha Trang. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 9 2018 đến ngày 30 tháng 9 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Khánh Hòa đã giải ngân cho 552 lượt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn với doanh số cho vay đạt hơn 24,7 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ 50% lãi suất cho 552 món vay với số tiền thực tế hỗ trợ lãi suất là hơn 834 triệu đồng. Tại cuộc họp, thành phố Nha Trang kiến nghị cần kéo dài thời gian tối đa hộ nghèo được thụ hưởng từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo từ 3 lên 5 năm và cho phép kéo dài thời hạn vay vốn tối đa lên 10 năm để phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của các loại cây trồng vật nuôi có thời gian sinh trưởng dài. Tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ mới đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025. Đoàn công tác yêu cầu thành phố Nha Trang tiếp tục triển khai tốt công tác giảm nghèo trong tình hình mới, cần đánh giá kết quả cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo, tiếp tục đề xuất phương án thực hiện hỗ trợ người dân thoát nghèo trong thời gian tới. Sau 3 tháng giảng dạy và học tập, chiều nay, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc tại các khách sạn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. 150 học viên được công nhận hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ sơ cấp theo 4 nghề đào tạo. Chương trình đào tạo được nhà trường phối hợp với doanh nghiệp và căn cứ vào tình hình thực tế, đối tượng giảng dạy gồm 3 môn học chuyên ngành và 1 mô đun thực tập nghề nghiệp. Khóa học đã cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về nghề học, cập nhật kiến thức phù hợp với điều kiện thực tế hồi phục du lịch sau đại dịch COVID-19. 100% học viên tốt nghiệp đều thực hành thành thạo các kỹ năng nghề cơ bản và nâng cao, đồng thời linh động xử lý được các tình huống giả định thường xảy ra trong thực tế công việc, nghề nghiệp mà học viên đang đảm nhiệm tại các khách sạn. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang, sáng nay, đoàn công tác Cục Quản lý Khám bệnh, Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu nguyên nhân, công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo về vụ việc xảy ra tại trường iSchool Nha Trang ngày 17 tháng 11, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn của trường, công tác cấp cứu, điều trị của các bệnh viện đối với các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, diễn biến tình hình trường hợp tử vong. Theo báo cáo của Sở Y tế, tổng số ca tiếp nhận là 648 ca, tổng số ca điều trị ổn định cho về theo dõi 261 ca, tổng số ca nhập viện 387 ca, tổng số ca xuất viện 176 ca, tổng số ca đang điều trị 211 ca, tử vong 1 ca. Hiện tại tình trạng ổn định. Về xác định, tìm nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm, Trung tâm Y tế Nha Trang đã gửi mẫu thực phẩm về Viện Pasteur, đang chờ kết quả. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao công tác chỉ đạo kịp thời của Sở Y tế, các bệnh viện, các đơn vị liên quan trong điều trị, xác định nguyên nhân. Các bệnh viện đã kịp thời thu dung, cấp cứu, điều trị các trường hợp ngộ độc. Từ các yếu tố dịch tễ, triệu chứng lâm sàng đã xác định đây là ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella. Nhìn chung, các bệnh viện đã điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đoàn công tác đề xuất một số giải pháp cho các bệnh viện như tiếp tục tập trung điều trị, giải quyết dứt điểm các triệu chứng khó chịu của các bệnh nhân. Các trường hợp sau khi xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà. Khi có dấu hiệu bất thường, nhanh chóng đến các cơ sở y tế tái khám. Sở Y tế tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, xác định nguyên nhân vụ việc nhằm ngăn chặn, không để xảy ra trường hợp tương tự. Đoàn công tác cũng mong muốn Sở Y tế tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực cho các phòng hồi sức cấp cứu của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, tăng cường tập huấn chuyên môn về xử lý ngộ độc thực phẩm, hồi sức cấp cứu cho các cơ sở y tế, các tuyến. Trong chiều nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có thông cáo báo chí về vụ việc ngộ độc tập thể tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông iSchool Nha Trang. Theo thông báo, kết quả xét nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm của Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm cho thấy, phát hiện vi khuẩn Salmonella SBB trong mẫu cánh gà chiên, vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước mắm, chủng Bacillus cereus
trong hai mẫu trên là chủng sinh độc tố lý giải hồng cầu và độc tố ruột không lý giải hồng cầu, đồng thời phát hiện vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1.149 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn quỹ sử dụng đúng mục đích, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Song quá trình triển khai kiểm soát chi trả bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều khó khăn. Kể từ khi cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai phần mềm VSSID đã tạo nhiều thuận lợi để các cơ sở y tế thực hiện công tác khám chữa bệnh, giúp giảm các thủ tục hồ sơ rườm rà của người tham gia bảo hiểm y tế, công khai minh bạch các thông tin khám và chi phí khám bảo hiểm y tế. Đặc biệt, việc thông tuyến bảo hiểm y tế đã tạo thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe của mình tại các cơ sở chất lượng cao mà vẫn được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo đại diện của bệnh viện này cho biết, quá trình triển khai khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều khó khăn. Một số thông tin nó vẫn chưa khớp giữa căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy cản trở việc thanh toán của bệnh nhân. Và thứ hai là danh mục thuốc và vật tư y tế. Một số danh mục thuốc có chất lượng vẫn nằm ngoài danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế. Do vậy, đối với một số bệnh nhân vẫn phải chi trả thêm. Do vậy, tăng thêm chi phí điều trị cho bệnh nhân đối với một số bệnh chưa liên thông được kết quả cận lâm sàng cũng như chẩn đoán hình ảnh giữa các cơ sở y tế. Do vậy, khi bệnh nhân đi khám ở các cơ sở y tế khác nhau, đặc biệt là khi chuyển từ tuyến dưới mà lên tuyến trên, thì bệnh nhân lại phải làm lại các xét nghiệm cận lâm sàng cũng như chẩn đoán hình ảnh. Qua 10 tháng tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh đã khám chữa bệnh cho hơn 1,58 triệu lượt bệnh nhân với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 940 tỷ đồng. Tỷ lệ đã sử dụng dự toán năm đạt 82,6%, cao thứ 13 toàn quốc. Tỷ lệ chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế so với cùng kỳ năm 2021 tăng 17,9%. Tuy nhiên, đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết, đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu bất thường nào tác động đến hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh. Vì chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là do trong năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên lượng bệnh nhân đi khám chữa bệnh ít. Đồng thời, số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 tăng 2,3% so với năm 2021. Song vẫn còn khó khăn trong việc kiểm soát, chi trả khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Chủ yếu là do còn nhiều cơ sở khám chữa bệnh ấy, về cập nhật dữ liệu, về mã hóa dữ liệu theo lên hệ thống giám định ấy, là còn chưa chuẩn xét theo quy định của Bộ Y tế. Do đó là cái việc kiểm soát trên hệ thống là rất là khó khăn. Trong khi đó là cái nhân lực mà về làm công tác giám định có chuyên môn về y dược của tỉnh vẫn còn thiếu. Để đảm bảo việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích cũng như tháo gỡ các khó khăn trong kiểm soát chi, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp như chấn chỉnh việc chuẩn hóa danh mục dữ liệu điện tử trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc khám chữa bệnh thông tuyến tỉnh, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở trong tỉnh, từ đó đưa ra các cảnh báo chuyên đề về những nội dung không đúng quy định, các chi phí không hợp lý trong khám chữa bệnh và kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí không đúng quy định. Cũng mong muốn là sau khi thanh quyết toán và sau khi tạm ứng xong, sau khi thẩm định giám sát xong, sau khi xuất toán này nọ kia khác xong, kiểm tra hết, thì chúng ta thống nhất một con số để thanh toán cho đơn vị. Mà cố gắng thanh toán càng sớm càng tốt. Ví dụ trong năm liền kề, năm 22 là phải thanh toán hết cho năm 21, cuối năm 22 là phải thanh toán hết năm 21, cuối năm 23 là phải thanh toán hết cho 22. Cái việc mà chi trả kinh phí nợ động nó tùy thuộc rất nhiều vào cái chủ quan của cơ quan bảo hiểm xã hội mà đơn vị chỉ biết chờ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tăng cường công tác phối hợp giữa bệnh viện và cơ quan giám định bảo hiểm y tế nhằm cập nhật kịp thời thông tin, các dữ liệu, giúp ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm xuất toán bảo hiểm y tế. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chủ động triển khai thực hiện quy trình giám định, kết hợp giám định chủ động và giám định điện tử. Với mục tiêu để chi phí thẩm định quyết toán so với chi phí phát sinh của cơ sở khám chữa bệnh phải chênh lệch ở mức thấp nhất, không xảy ra vướng mắc tồn đọng. Thông tin và hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.